Wow. Vừa ăn quá. Rồi, hôm nay cô ba trở lại gian bếp, cô ba làm gà hấp bấm nhĩ nha. Dầu cho đường thúc nốt nó tan. Này, hành, xả, tiêu, tỏi, lá chanh, ớt, vô hết. Cho nó tan đường cái. Rồi, sau khi đường thúc nốt tan rồi ha, hương liệu trái cạnh rồi, cho miếng màu dầu điều vô cho có màu. Gà hấp bấm nhĩ phải có nước mắm, cho một chén mắm gì luôn cho nó thơm, nửa giá nước mắm, một muỗng mật ngọt, một muỗng dầu hào, một muỗng tương ớt, thêm miếng tiêu xanh, ớt tiêu đen chứ. Đó. Nước luộc gà. Rồi xong làm cho nó kẹo bỏ gà luôn nha. Nước kẹo rồi, bỏ này vô. Đậy nắp lại, lửa riêu trong vòng 30 phút. Vừa ăn quá mấy men ơi, thơm quá. Tiêu thơm, củ hành thơm, gừng thơm, thơm. Giờ có phải ăn gà ngon quá. Ngon quá. Ổn quyết ngon quá mấy chị ơi. Bye.